Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Dạ, con thưa sư, thế nào là thừa tự pháp ạ? Thừa tự pháp ở đây là cái người đấy nhờ thực hành pháp, thực hành pháp, mình thọ trì pháp cũng được gọi là thừa tự pháp. Ví dụ như là một cái người mình thọ trì giới á, người tại gia mình thọ trì năm giới, bát quan trai giới, đấy là thừa tự pháp. Hay là mình thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng là hãy làm những cái việc như là bố thí cũng là, và mình thực hành theo cái lời đấy cũng là thừa tự pháp. Hay là một cái người mà mình thực hành theo cái pháp của Đức Phật, Đức Phật dạy là hãy tinh tấn, hãy kham nhẫn, hãy chân thật, hãy sống với từ tâm, không với sân tâm, hãy sống với cái tâm buông xả, hãy thực hành các pháp thiền chỉ, thiền quán. Và mình thọ trì những cái lời dạy đấy và mình thực hành cái lời dạy đấy là thừa tự pháp. Còn mình làm trái lại là không phải thừa tự pháp.